Thiên Hấp 2 trong 1 cùng nổi tiếng ở nước thế hệ mới Highline Steamix lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai công nghệ hơi nước siêu nhiệt Steam Active kết hợp trên không giờ Rapid Air, khí nóng và hơi nước lưu thông 360 độ, cho đồ ăn giòn tan bên ngoài, chín mềm bên trong, giảm đến 90% lượng dầu mỡ dư thừa. Với 9 chế độ nấu ăn được lập trình sẵn, chiên hấp khoai tây, ngô, gà, bít tết, pizza, tôm, cá, bánh, sườn, cùng 4 tùy chọn chế độ nấu nướng, chiên không dầu, cuộn xương, hấp, chiên hơi nước thông minh. Thiết kế sang trọng, nâng tầm không gian bếp, vật liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe. Con lò từ inox 304 chất lượng cao, không sản sinh ra chất gây hại, gây ung thư trong môi trường nhiệt độ cao. Phụ kiện chống dính TFOA, TFOS free, bền bỉ, an toàn khi sử dụng, kích thước nhỏ gọn. Dung tích khoang 15 lít, thoải mái cho nhu cầu nấu nướng gia đình. Vệ sinh dễ dàng với công nghệ hơi nước siêu nhiệt, làm mềm chất bẩn nhanh chóng. Với Carline, ai cũng có thể trở thành siêu đầu bếp.